À, hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm là biệt thự đơn lập. Đối với biệt thự đơn lập của dự án Zayget Nhà Bè thì nó có hai loại sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là 12.5 x 20, và một cái sản phẩm là 15 x 20, và một cái loại dinh thự nữa là 15 x 20 cộng với lại 150 m² sân vườn và 300 m² sân vườn. Một cái cách thiết kế rất là đẹp, và những cái căn này là đa số là những căn gần sông, và một số căn là view sông trực diện luôn ha. Là những cái mẫu thiết kế của cái căn này thì như Phước Sửu đang bay livecam thì mọi người biết được là chủ đầu tư thiết kế rất là đẹp và mang một cái phong cách châu Âu rất là hiện đại trong một cái khu đô thị cực kỳ cao cấp tại Hàn Quốc, tại Nhà Bè này. Đây là cái căn diện tích là 250 m² và tổng diện tích sàn là 301 m². Thì với cái căn 12.5 x 20 này thì chủ đầu tư thiết kế rất tinh tế, chừa sân trước, sân sau, có lối đổ ô tô, và điều đặc biệt tất cả những cái căn biệt thự và song lập và đơn lập tại dự án này đều là hai mặt tiền trước sau hết. Với một cái căn biệt thự hai mặt tiền trước sau như vậy đó thì giúp cho khách hàng cảm giác rất là thoáng mát và lưu thông không khí, đối lưu không khí tại những cái căn biệt thự như vậy, nên là giúp cho gia chủ ở trong căn này thì rất là happy, họ cảm giác như là một cái môi trường sống rất là hài hòa và kết hợp với những cái tiện ích cực kỳ nhiều cây xanh, với bốn công viên bốn mùa, là bốn mùa có những cái màu sắc khác nhau của những cái mùa khác nhau tại khu đô thị. Thì khi sở hữu một cái biệt thự là đơn lập trong cái dự án này là một cái tâm điểm gọi là cực kỳ tuyệt vời đối với khách hàng. Thì đối với cái căn 12.5 x 20 này thì thiết kế tầng trệt vẫn là lối đổ xe hơi, phòng ăn, phòng khách, phòng bếp. Tầng 1 thì sẽ có một phòng ngủ bedroom, master bedroom và hai phòng ngủ bedroom nhỏ. Tầng trên sẽ là có một phòng ngủ và một phòng dành cho người giúp việc và một số cái phòng giặt và một phòng để cho sân phơi và ban công. Áp mái thì sẽ được đổ bê tông và có một cái loại ngói là chuyên dụng từ nước ngoài về nên rất là đẹp ha. Đây, cái sản phẩm mà Phước Sửu đang giới thiệu tiếp theo đó là cũng là đơn lập, nhưng mà đơn lập lớn hơn là 300 m². 300 m² này thì thiết kế cũng tương tự với căn 250 m², nhưng mà với cái cách thiết kế nó rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, và cũng điều đặc biệt là cũng là sân vườn trước sau và hai mặt tiền trước sau ha. Rồi, được thiết kế rất là tinh tế. Riêng cái tầng 1 là đã thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 master bedroom và 2 bedroom. Và tầng trên cùng là một phòng ngủ và một cho một số cái phòng giặt đồ, phòng làm việc và những cái thông những cái bình hộp kỹ thuật nó nằm ở trên tầng 3 này ha. Đây, cách thiết kế ra nha cả nhà. Đây thì khá hợp lý và bố trí một cách rất là thông thoáng, giống như là cái tầng trệt á, là chỉ cần mở cửa trước sau là gió thổi từ trước thông ra sau và giúp cho ngôi nhà luôn luôn có không khí tự nhiên và không phải dùng máy lạnh nhiều. Đó là những cái sản phẩm mà đơn lập gọi là cực kỳ hấp dẫn tại khu đô thị Zayget Nhà Bè. Ngoài ra có những cái căn đơn thập view sông, hoặc những cái căn đơn lập và gọi là những cái căn dinh thự có khoảng 300 m² sân vườn trực diện sông, và là những cái nơi gọi là thư giãn, là một nơi gọi là sau những ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi, tôi quay lại với gia đình thì về một cái căn biệt thự gọi là có những cái không gian thiên nhiên kết hợp với lại những cái căn nhà thiết kế rất là đẹp của chủ đầu tư GS kết hợp với đơn vị thiết kế ông Ẹ Nhông.